Nhân vật này chính là em Cam Cam đấy. Này em Cam vẫn chưa mặc đồ nàng tiên cá đâu. Bây giờ chúng mình sẽ đi ra đây. Ấy, em Cam nhìn thấy gì đây không? Ô, có hai nàng tiên cá. Nàng tiên cá còn có cánh ở bên trên kìa. Nhảy lên để lấy bột nàng tiên cá này nào. À, một cái phao màu vàng, nhảy vào thử này em Cam. Wow, nhưng mà cái phao này mình phải mang ra hồ bơi mới bơi được. Nhìn bên trong này có rất nhiều các bộ tóc giả khác nhau để em Cam có thể lựa chọn. Một bộ tóc màu hồng có cái nơ màu xanh này. Em Cam thích bộ tóc này không? Có. Em có à, ở đây còn rất nhiều các bộ khác, chúng mình sẽ cùng nhau thử nha. Còn bộ tóc này thì lại dài và có 3 bông hoa ở đằng sau. Chọn một cái mặt nha, em Cam thích mặt nào? Mặt xinh xinh. Đây này, cái mặt này trông có xinh không? Bây giờ chị em mình bắt đầu đi ra bể bơi nha. Đi thôi. Wow, ở đây chị nhìn thấy có cái gì đây? Nhảy lên này. Ôi trời, chân ngắn quá. Nhảy mãi mới lên. 1, 2, 3. Nhảy xuống này. Wow, ngon mát quá. Nhảy lên này, đi sang khu khác. À, ở đây có hai ghế ngồi này. Ghế ngồi thư giãn, ghế ngồi phơi nắng này. Có sao biển. Đúng rồi, có con sao biển này. Nhảy xuống cái biển này. Bơi sang đây, nhìn thấy có một cái thuyền bị đắm như Cam ơi. Chắc là thuyền này bị cướp biển ở dưới đó. À, đúng rồi. Con thuyền này chắc chắn đang nắm giữ rất nhiều kho báu cho nên mới bị tấn công như thế này đấy. Những tên cướp biển đã lấy kho báu và đi nơi khác rồi. Nhảy xuống đây này, tôi xuống dưới này, xem có gì ở dưới không. Wow, phía dưới kìa, có ai đang bơi? Nàng tiên cá. Đúng rồi, có một nàng tiên cá đang bơi kìa. Chúng mình sẽ bơi theo nàng tiên cá này nhá. Wow, nhảy lên trên bờ nào. Em tưởng mình là tiên cá mà. Chị quên mất. Thế mà vừa nãy không biến hình. Đây, biến hình thành nàng tiên cá nhá. Đấy, em Cam nhìn thấy cái đuôi nàng tiên cá chưa? Rồi. Xem nào, xem có cái mũ hay cái gì để đội không? Không có cái gì cả. Đấy, nàng tiên cá này. Đây chính là em Cam đấy. Em Cam ở trong game đấy. Bây giờ chúng mình sẽ di chuyển đi tìm cầu trượt nhá. Không. Em Cam lại không thích trượt cầu trượt à? Thế em Cam thích đi đâu? Lại lặn xuống hồ bơi. À, lại lặn xuống hồ bơi nhá. Wow, ở dưới này có những cái gì trông đẹp chưa này? Những bức tượng. Có rất nhiều những nàng tiên cá khác cũng đang bơi ở dưới nước. Lại đây, phát hiện ra có cái này cực kỳ hay luôn. Vịt, vịt. Đúng rồi, có 3 con vịt này. 1, 2, 3. Xin chào các bạn vịt. Hay là chị cho lặn xuống biển đi. Bây giờ chị sẽ đi tìm một cái cầu trượt để trượt trước đã. Xong lát nữa chúng mình sẽ lặn xuống biển sau. Có bạn nào thắc mắc nàng tiên cá nên bọc bằng cách nào không? Đây, như thế này này, tôi biểu diễn cho các bạn xem nhá. Nhảy lên. Với em Cam ơi, với hình dáng như thế này thì chúng mình không thể nào leo bậc thang được. Phải đổi lại, đi bằng chân thôi. Chị biến thành nàng tiên cá đi. Nhưng mà
mà biến thành nàng tiên cá thì chúng mình sẽ không thể trèo lên các bậc thang này được. Chúng mình phải có đôi chân thì mới trèo nhanh được. Vừa lúc nãy chị mặc cái đuôi nàng tiên cá trèo mãi không lên được đấy. Bây giờ phải đổi lại thành người như này để trèo lên cho dễ, cho nhanh. Biến thành tiên cá. Tí nữa chờ chị chuẩn ống chuẩn siêu dài siêu to khổng lồ này đã, rồi chị sẽ biến thành nàng tiên cá cho em Cam xem tiếp nha. Đấy, chuẩn ống chuẩn màu hồng luôn này. Trước tiên na muốn biến thành nàng tiên cá chị sẽ trượt cái ống trượt màu xanh này đã. Nếu như mà đi công viên nước thật á, em Cam có dám trượt cái cầu trượt siêu dài này không? Có chỉ được cái bốc phét là giỏi thôi, chứ để hôm nào ai chị dẫn em Cam đi công viên nước thật xem em Cam có dám trượt không nhá. Cam ơi, mắc vào cái phao bơi này rồi, hai chân treo lơ lửng luôn này. Cam cứu được không? Con gì này chị Trang? Con này là con gì mà em Cam không biết á? Cá. Không phải con cá mà đây là một con ốc. Đúng rồi, một con ốc biển đấy. Như đây chỉ là vỏ ốc thôi. Biến cá đi. Rồi ok, rồi chị sẽ biến thành nàng tiên cá nha. Biến hình đấy. Bây giờ biến thành nàng tiên cá. Ôi, với mái tóc màu nâu. Mái tóc này chả đẹp gì cả. Thế thì để chị đi thay mái tóc khác nha. Chúng mình sẽ trở lại khu vừa nãy để chọn lại mái tóc. Đội mái tóc của mấy bông hoa đi ơ bạn kia kìa. Đấy, bạn kia cũng có mái tóc giống chị em mình đây này. Chị sẽ đội mái tóc này nha. Bây giờ chúng mình chọn mặt cho nàng tiên cá nha. Em Cam thích chọn mặt như thế nào? Mặt có đôi môi quyến rũ một chút. Đôi môi quyến rũ à, đôi môi màu đỏ này đúng không? Không. Em Cam trông giống như một chú hề vậy. Không. Để chị đổi lại nhá. Đây, môi này trông quyến rũ chưa? Không. Vẫn không á. Thế thì để chị biến em Cam thành một mắt của Minion như này nhá. Không. Không. Mái tóc màu xanh đây. Không. Mái tóc màu xanh đây, màu xanh màu tím đây. Không. Không à. Thế thôi đổi lại cái mái tóc mặt mình bông hoa này nhá. Sau đó chúng mình sẽ chọn cái mặt này. Đây, giờ chị quay ra cho em Cam xem đã. Để em Cam nhìn thế này trông có xinh không? Có. Đấy. Đôi môi hồng hồng này, mắt cũng to này, lấp lánh màu hồng, đẹp ơi là đẹp luôn. Lặn xuống biển. Bây giờ chúng mình sẽ đi ra lặn xuống biển nhá. Ố, phía trước này chị thấy có một cái lâu đài. Lâu đài của tiên cá hay sao? Lâu đài của tiên cá chị không biết được, bây giờ chị thử nhảy vào xem nhá. Ố, cái lâu đài này vừa mở cửa, nó mở ra xong nó lại đóng luôn này. Còn ở đây lại có một cái gì đấy? Một cái phao bơi. Ôi, không được em Cam ơi. Ôi, nhà này đóng rồi, cửa sổ cũng không vào được. Thôi chị vào đi mà. Thôi bây giờ chị sẽ đi ra chị chơi cầu trượt đây. Đấy, đi ra chị trượt cầu trượt màu đỏ nhé. Nhảy lên này. Ôi, phải đi bằng cái kia. Phải đi bằng cái nào? Kia. Trèo cầu thang này đúng không? Nhảy lên này, chị sẽ dùng cái đuôi này tiên cá để nhảy thật cao lên. Sao nhảy mãi mà không được thế này? Nhảy ngang nhau xong là phải tóm thật nhanh. Nhảy lên tóm thật nhanh này. Nhưng mà bị cộc đầu các bạn ơi. Không thể nào nhảy lên được. Cũng có một bạn ở phía dưới cũng nhảy kìa nhưng mà cũng không thể lên được. Sao ai lại thiết kế cái lối lên khó lên như thế này nhỉ? Đi thế này thì làm sao mà lên được? À em biết rồi, đứng ở dưới xong phi lên. À đứng ở dưới xong phi lên à, để mình sẽ lặn đi sang bên kia sông nhá. Đi lên giống như bạn này. Đấy, bạn nhảy ngược từ dưới cầu trượt này lên này. Đấy, nhảy lên. Nếu mà bên ngoài thật ra thì các bạn không được nhảy như này đâu nhá. Đi như thế này này, đi ngược đấy. Ở đây có đài phun nước này. Hay biến thành tiên cá đi. Biến thành nàng tiên cá à, ok.